Mình được Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Mùi, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh lọ bàng thổ ngày tân mùi tức chi sinh can nghĩa là thổ sinh chua kim và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm lọ bàng thổ kỵ tuổi ất xỉu đinh xỉu ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày mùi lục hợp với ngọa tam hợp với mão và hợi thành mộc cục xung với sửu hình sửu hại tý phá tuất và tuyệt sửu về tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý xỉu đinh sửu ất dậu ất mão tuổi xung trong tháng tuổi kỵ sửu quý xỉu tân mão tân dậu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt ân tốt mọi việc, sau thánh tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự. Sao xấu trong ngày gồm có, sau thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sau thần cách, kỵ về tế tự, sau huyền vũ, kỵ về an táng, sau phủ đầu giát, kỵ về khởi công, động thổ, sau tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sau phô không phòng, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây nam, tài thần, hướng tây nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem từ vi tuổi tí thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tư hại, cái điều này khiến cho bạn tuổi Tý thường suy nóng nảy và cáu kỉnh, bạn mạnh bỏ ngoài tai những lời khuyên can của người khác mà kiêu ngạo cho rằng mình là người hiệu rõ tất cả mọi vấn đề cho nên chỉ thích làm theo sở thích cá nhân. Và với bạn tuổi tí, bạn có biết nếu ngày hôm nay bạn mắc bệnh của kẻ tiểu nhân, đó chính là do tính cách ưng ngạnh của bạn gây nên. Do đó, bạn cần phải thật cẩn trọng mỗi khi đưa ra quyết định, đã bắt tay vào làm công việc gì thì không được chủ quan, lơ là, tạo sơ hở cho những kẻ khác lợi dụng bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cái điều này còn cho thấy vài mối quan hệ giữa bạn với nửa kia cũng không được mấy in ấm và để cải thiện tình trạng này bạn cần phải dành thêm thời gian để lắng nghe và trò chuyện với người ấy bạn không nên tiếp tục thở ơ đợi người ấy chủ động xuống nước trước nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim thường suy nóng nảy và cáo kỉnh không nghe theo lời khuyên can của bất cứ ai tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy tự cho rằng mình là người đúng đắn nhất tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa dễ mắc bậy của những kẻ tiểu nhân tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ không nên chủ quan lơ là trong công việc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc dành thời gian cho nửa kia nhiều hơn về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. vi tuổi Sửu thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tư hình cái điều này sẽ gây ra những tác động không mong muốn cho sự nghiệp của bạn tuổi Sửu ngày hôm nay Bạn mệnh tuổi Sửu sẽ cảm thấy căng thẳng và để xảy ra sai sót suốt ngay cả khi đối diện với những công việc quen thuộc, đây có thể trở thành nguồn cơn khiến cho bạn gặp phải nhiều rắc rối nữa. Và với bạn tuổi Sửu vì vậy bạn cần phải hết sức tránh những quyết định và hành động nóng vội khiến cho người khác có cái nhìn sai lệch về bạn, hạn nhìn bạn cũng không muốn những quyết định sai vào giờ phút này sẽ gây ra thêm những phiền phức cho tương lai của bạn nữa. Tuy nhìn á trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cho nên, đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, đầu tư cũng có thể sẽ thu về một khoản kha khá xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Bạn cần phải cố gắng hơn nữa trong tương lai, bạn sẽ có được một cuộc sống ngày càng khấm khá bạn tuổi Sửu nhé. Về từ vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim dễ cảm thấy căng thẳng, áp lực khi đối diện với công việc, tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không nên sống quá phụ thuộc vào điều gì đó. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên cãi cọ bất đồng với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc phát tài nhờ vào làm việc chăm chỉ trong thời gian vừa qua. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. từ vi tuổi dần thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đã gặp được ngày của chính ấn nâng đỡ cho nên, với bạn tuổi dần là người thông minh và khiêm tốn, biết lắng nghe và dễ được mọi người xung quanh tin tưởng. Sau quãng thời gian đã cố gắng không ngừng nghĩ, bạn đã hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá, khẳng định bản thân mình nữa rồi. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi dần, bạn cũng cần phải chú ý, cởi mở hơn với những điều mới mẻ, đừng quá hạn chế mình trong những lĩnh vực đã quá quen thuộc. Muốn tăng thêm, muốn tăng tiến nhanh hơn nữa, bạn cũng đừng có ngại ngần đối diện với những khó khăn, thử thách bạn tuổi dần nhé. Ngày này, bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, tiếc rằng cái mối quan hệ của bạn với nửa kia lại không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay là mệt mỏi vì điều gì đó, với bạn tuổi dần cũng không nên trút giận lên nửa kia, gây ảnh hưởng xấu tới bầu không khí gia đình. Vai từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, bạn là người thông minh và khiêm tốn, được mọi người yêu mến. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có được cơ hội để bứt phá, vươn lên để khẳng định bản thân. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên hạn chế mình trong những lĩnh vực quyên thuộc. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc cởi mở hơn trong những việc tiếp thu những cái mới. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên tâm sự với nửa kia để tháo gỡ những bất đồng. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi mão cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi mạo trong ngày này đang có được báo hiệu tín trị tương đối là thuận lợi nhờ có được sự phù trợ của tam hợp chiếu mệnh. Xong, nếu như bạn tuổi mạo muốn lập ra những kế hoạch khả thi hơn, bạn cần phải đánh giá chính xác hơn về năng lực của bản thân mình, cũng như là tình hình cụ thể trước mắt. Và với bạn tuổi mạo, khi đứng trước những quyết định quan trọng, bạn mệnh có thể cùng thảo luận với những người có nhiều kinh nghiệm bởi mọi người luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn. Nhiều người cùng suy nghĩ sẽ khiến cho công việc được giải quyết một cách nhanh chóng và đúng đắn. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày tốt để cho bạn tuổi mạo thực hiện mọi công việc theo như kế hoạch đã đề ra. Vì vậy, nếu như bạn có ý định bắt tay vào thực hiện bất kỳ công việc gì thì nên thực hiện, đừng có chần chừ, do dự, kẹo lại để lỡ mất cơ hội đến với mình bạn tuổi mạo nhé về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy công việc tiến trị được thuận lợi tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đánh giá khả năng của mình chính xác hơn tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có thể khai trương xuất hành thực hiện những công việc theo dự tính tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tin tưởng hơn vào mọi người và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh lá cây quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp ngày có thương quan giáng họa cái điều này sẽ làm cho bạn phải đối diện với nhiều tình huống căng thẳng trong ngày hôm nay Tuy nhiên, với bạn không nên đầu hàng hoặc là bỏ cuộc một cách nhanh chóng, bạn cần phải cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ những thất bại hoặc là vấp pháp vừa qua. Và với bà tuổi thìn, bạn mệnh vốn là người rất thông minh và tài hoa, song đôi khi chính vì vậy mà bạn lại thành ra hiếu thắng hoặc là tự do quá mức, lúc nào cũng thích chỉ làm việc thiêu cảm hứng. Và bạn đừng có để cho sự thiếu trách nhiệm của mình khiến cho tập thể vướng vào những rắc rối bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bà tử thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với những người khác giới đang khá tốt đẹp nếu như ai đó có ý định tiếp cận bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao biết đâu bạn sẽ có được cơ hội tìm được nửa kia ưng ý với mình thì sao vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa phải đối diện với nhiều tình huống căng thẳng trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ không nên chấp nhận thất bại hoặc là đầu hàng trước những khó khăn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc cần làm việc có kỷ luật hơn, không nên chỉ làm theo cảm hứng. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, nên cho mọi người một cơ hội tiếp cận với mình. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi tỵ với nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Bạn thấu hiểu được suy nghĩ và cả những cảm xúc bất thường của người ấy để có thể đạt được đến mức độ này, hai người đã luôn thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau. Và ngày này đối với những bạn đang quản độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của những người khác phái và nếu có người chân thành muốn đến với mình. Bạn hãy thử cho đôi bên một cơ hội xem sao, đừng có tiếp tục sống mãi trong thế giới riêng như vậy nữa bà tuổi tỵ nhé. Tuy nhiên, á, trong công việc của bà tuổi tỵ ngày thứ năm này lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn dễ trở thành một người mù quáng, dễ hành động nông nổi. Nếu việc bạn đang làm bị quá nhiều người phản đối, bạn nên bình tĩnh dừng lại để nhìn nhận đánh giá lại bản thân mình, đánh giá cho sát thực công việc xem sao về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nhận được sự quan tâm để ý của những người khác phái từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc không nên nhốt mình trong thế giới riêng từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim dễ hành động mù quáng bốc đồng vì những suy nghĩ nhất thời từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy hãy bình tĩnh nhìn nhận lại những việc mình đã làm Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tụi xỉu, tụi thân, tụi tuổi sửu, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tưới ngọ, cho chúng ta thấy là ngày này rất thích hợp để cho bạn đầu tư, làm ăn bởi bạn đang nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều từ cục diện ngũ hành nhị hợp phụ trợ. Bạn mạnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình huống một cách chính xác để có được những mối đầu tư hứa hẹn trong tương lai. Và bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn cũng có được nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn là người nhiệt tình với người khác. Cho nên, người khác cũng sẽ luôn sẵn sàng để giúp đỡ cho bạn. Có thể, những người đã được bạn giúp đỡ vào lúc này sẽ trở thành quý nhân của bạn trong lúc khác nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy, bạn bè tử ngoại luôn tìm cách thấu hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình. Đôi bên thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện với nhau. Và bạn không bao giờ dùng rôi vọt với con cái dù chúng có làm điều gì trái ý mình đi chăng nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tìm được những mối đầu tư hứa hẹn từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy khả năng đánh giá tình huống một cách chính xác từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, phát triển tốt đẹp. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ thường xuyên trò chuyện với bố mẹ hoặc là con cái của mình. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc gặp nhiều chuyện may mắn khi làm ăn. Và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ cho nên đối với những bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán có được cơ hội kiếm tiền được một khoản kha khá cho mình với những mối đầu tư hợp tác làm ăn trước đó của bạn dần cho thấy với những hiệu quả tích cực từ đây bạn có thể tin tưởng hơn vào những quyết định của mình nữa rồi với bạn tuổi mùi, bạn là một người rộng rãi và hào phóng. Nhưng như vậy, không có nghĩa là bạn nên chi tiêu một cách không có kế hoạch. Bởi dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy đi chăng nữa mà cứ tiếp tục thả phanh, bạn sẽ nhanh chóng trở nên nhặn túi mà thôi. Trong ngày thứ năm này, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa, thì bạn mạnh nên đi theo những hướng tốt được chỉ ra để cho công việc thêm phần được may mắn và giảm bớt những rắc rối không mong muốn xảy ra với mình. Hướng tốt bao gồm hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim nhận được tiền thưởng từ các công việc nghề tay trái. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy luôn cố gắng rèn luyện bản thân mình. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nên chi tiêu có kế hoạch hơn, tránh dùng tiền cho những việc không cần thiết tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên mở rộng các mối quan hệ xã giao và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xám màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi ngọ tuổi mùi Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy với bạn sẽ trở nên rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn mạnh dễ dàng gây được ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào những nét độc đáo trong chính tính cách của mình. Và nếu như bạn đang quản độc thân, bạn chịu mỡ lòng mình, bạn sẽ nhanh chóng tìm được người ưng ý với mình mà thôi. Tuy nhiên á. Trong ngày này, đối với những người đã lập gia đình rồi, lại cần phải giữ khoảng cách với những ai đang có ý định làm thân với mình. Bạn đừng có buông thả theo cảm xúc nhất thời nếu không muốn điều này gây ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc gia đình và bạn sẽ trở thành người có nhiều thị phi nữa. Và ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy rất có thể bạn sẽ được thượng nóng nhờ vào những cống hiến của mình trong công việc cấp trên đang đánh giá bạn rất cao và đây là cơ hội để cho bạn dần bước lên đỉnh cao chỉ cần bạn không ngừng cố gắng và tập trung vào đích đến đã đặt ra là được vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy thu hút được ánh mắt của những người khác phái tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên buông thả theo cảm xúc tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim luôn nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu, thứ năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này dễ làm cho bạn làm ăn khấm khá nhờ những công việc nghề tay trái của mình. Bạn tuổi Dậu, bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân mình. Và hôm nay, mọi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn Tứ Dậu, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người xung quanh. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của những người khác. Nhờ vậy mà bạn có được nhân duyên khá tốt trong ngày hôm nay nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn Tứ Dậu đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bản mệnh với nửa kia đang rất tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày và bạn tin tưởng vào nửa kia cho nên mỗi khi có vướng mắc gì hai người luôn bàn bạc để đưa ra những quyết định cuối cùng chính xác nhất. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy luôn cố gắng hết sức mình trong công việc. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, những gì đã bỏ ra không hề là uổng phí. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, nắm bắt được tâm tư, tình cảm của các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, giao lưu, trao đổi ý kiến với mọi người nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất Thứ năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là trong ngày này bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này khiến cho bạn tuổi tuất trở nên quá mức thẳng thắn bạn thường không nghĩ tới cảm nhận của người khác mà luôn nói thẳng những gì mà mình cho là đúng vì vậy mà bạn dễ gây tổn thương cho mọi người xung quanh với những lúc gặp khó khăn trong công việc với bà tuổi Tuất, bạn không nên quá căng thẳng, lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn, bởi tiềm năng của bạn vẫn còn chưa bộc lộ hết, chỉ cần bạn quyết tâm, bạn sẽ dần dần tìm được phương pháp để khắc phục mọi khó khăn mà thôi. Ngày này với bà tuổi Tuất, lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này cho thấy nhiều khi bạn đang quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến cho những việc vốn rất đơn giản lại thành ra phức tạp. Bạn hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác xem sao. Bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên đơn giản, dễ dàng hơn rất nhiều. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh họ, không để ý tới cảm nhận của những người xung quanh. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên tự tin hơn vào khả năng của mình. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc quá cố chấp với suy nghĩ của mình. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim đừng có phức tạp hóa mọi vấn đề từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy không nên quá lo lắng khi gặp phải những khó khăn và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu cà phê màu xám quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ tuổi tuất Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi hợi đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cái điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn tuổi hợi với người nhà không được mấy êm ấm thậm chí bản mệnh có thể cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình của mình vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai trước mắt bạn hãy dành thời gian để xem xét lại những kế hoạch của mình xem sao. Và trong ngày này, nếu như bạn đã lập gia đình rồi, thì mối quan hệ của bạn với nửa kia cũng không được mấy êm đẹp. Đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết cách thông cảm cho nhau. Vợ chồng nên nghĩ cho nhau nhiều hơn là tranh chấp hơn thua. Bạn cần phải bình tĩnh đối thoại với nhau bạn tuổi hợi nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy về con đường công danh, sự nghiệp của bạn mệnh đang có được nhiều dấu hiệu tích cực. Bạn có thể đạt được những thành tích khả quan nếu như đang quản đi học hoặc là tham gia thi cử ứng tuyển ngày hôm nay. Bạn cần phải cứ cố gắng và tự tin vào chính bản thân mình rồi bạn sẽ đạt được điều mà mình mong muốn mà thôi về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa không nhận được sự ủng hộ của mọi người tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không nên thất vọng với thực tại trước mắt tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lạnh nên trò chuyện nhiều hơn tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim được giao cho những công việc quan trọng tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy luôn cố gắng hết sức mình trong mọi công việc Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, cọ giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.